Chương trình Khai Tâm với Trư Thiệp, anh Dâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Khai Tâm dậu thì bị phụng sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của thầy hành trường. Dâm xin giới thiệu quý vị thầy hành trường ạ. Thưa thầy và thưa quý vị, chúng ta vẫn tiếp tục cái chương trình chúng ta giảng về nguyên cái bộ kinh Hoa Nghiêm, và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta xong hết nguyên bộ. Và phẩm hôm nay thầy sẽ giảng về là phẩm Nhập Pháp Giới. Đúng. Dạ, thì con xin mời thầy bắt đầu cái chương trình. Cái phẩm Nhập Pháp Giới này đó là cái phẩm thứ 39. Và cái phẩm này là cái phẩm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm, là rất là dài. Mình giảng từ phẩm 26 là phẩm thập địa rồi, và thầy nhảy cái đùng, thầy bỏ băng từ 27 cho tới 38, thầy không giảng liền. Thầy giảng nhập cái phẩm 39 liền lập tức. Vì thầy nghĩ rằng là lúc này là cái lúc là mình đọc cái phẩm này thôi là nó đầy đủ hết tất cả những cái chuyện. Rồi sau này mình trở lại mình nói những cái phẩm kia thì cũng không can gì hết. Cái phẩm 39 này đó thì nói lại cái lịch sử sơ đó. Kinh Hoa Nghiêm có hai bộ, một bộ là 60 cuốn, bộ 80 cuốn. Đây là mình khoan nói những cái bộ đài, kinh tiểu, kinh trung, kinh mình khoan nói, mình nói có hai cái bộ mà viết ra, dịch ra tiếng Trung Quốc, tiếng Hoa, tiếng Hán đó. Mà nổi tiếng là một bộ Hoa Nghiêm 60. Mình gọi là Hoa Nghiêm Lục Thập và Hoa Nghiêm Bát Thập. Thì cái Hoa Nghiêm Lục Thập này đó là 60 cuốn, nhưng mà 60 cuốn này đó là chỉ nói tới một cái phẩm thôi, là phẩm Nhập Pháp Giới thôi. Nhưng mà nó dài như vậy. Và cái ngài một trong vị tổ sư mà rất là nổi tiếng của Hoa Nghiêm đó. Hoa Nghiêm có rất nhiều vị tổ sư, nhưng mà thật sự ra nói lại là chỉ có mấy vị là chính yếu. Thứ nhất là cái vị gọi là ngài mà gọi là người mà sáng lập ra đó, hay là sau này người ta phong là sáng lập, là ngài Độ Thuận. Thứ nhì là ngài Trí Nghiệm. Cả hai ngài này biên thuộc trước tác không có cái gì, chỉ có những cái câu kệ, những cái bài văn, những cái lời nói thôi. Nhưng mà cái ngài thứ ba đó là ngài Pháp Tạng đó, thì gần như là một cái người độc đáo vô cùng. Và ngài là cái người mà giảng cái phẩm mà Hoa Nghiêm Lục Thập, là ngài là một người độc đáo nhất. Thì ngài gần như là cái người mà lập ra cái tâm phải của Hoa Nghiêm. Nếu mà đứng mà nói thiệt thì đúng ra là ngài là Pháp Tạng. Cho nên ngài có một cái biệt hiệu rất là quan trọng. Cái biệt hiệu ngài tên là Hiền Thủ. Cái Hiền Thủ là cái tên mà thầy dùng để đặt cho cái tổng bộ của cái hội thủy phụng sự của mình, headquarter của mình đó. Thì mình đặt tên là Hiền Thủ bởi vì cái Hiền Thủ là cái tên của ngài Pháp Tạng. Nhưng mà hồi xưa người ta gọi là Hiền Thủ Tông, người ta không gọi là Hoa Nghiêm Tông, gọi là Hiền Thủ Tông, là bởi vì nhờ ngài đó mà người ta mới biết về kinh Hoa Nghiêm một cách rõ ràng hơn. Và ngài giảng 60 cuốn kinh Hoa Nghiêm trong 3 năm liên tục, 3 năm giảng mới xong được. Và người ta nói rằng là trong lúc mà ngài giảng như vậy đó, ngoài trời đó mà trời tuyết, trời mưa gì đó, hoa vẫn nở như thường, hoa mai, hoa gì đó vẫn nở như thường. Và ngài nổi tiếng là cái người mà thần thông quảng đại vô cùng, ngài Pháp Tạng. Thì người ta xưng ngài là Hiền Thủ, và ngài cái pháp hiệu ngài là Hiền Thủ, và người ta gọi ngài là Tổ Hiền Thủ. Và ngài, cái phái của ngài là Hiền Thủ Tông, tức là Hoa Nghiêm Tông đó. Thì cái huyền thoại với ngài rất là kinh khủng, rất lớn. Nhưng mà ngài nói rằng đó, nếu mà các con muốn hiểu ta đó, thì các con hãy hiểu cái kinh Hoa Nghiêm, là cái bộ Nhập Pháp Giới này. Cái kinh cuốn này, cái bộ Pháp Giới này đó, cái nó có 60 cuốn thôi. Có một phẩm 60 cuốn. Dạ, sao cái lúc đó là ngài Bát Nhã ngài dịch ra đó, thì nó chỉ có một cái phẩm này thôi. Nhưng mà nó toàn bộ thì ngài Pháp Tạng, ngài Hiền Thủ nói rằng đó, nếu mà con muốn hiểu ta đó thì con phải đi vô trong cảnh giới của cái cuốn cái phẩm này. Thế là cuốn Hoa Nghiêm này. Tức là cái cuốn Hoa Nghiêm lúc đó là chỉ có một phẩm thôi. Sau này mới làm 80 cuốn, thì cái phần cuối cùng đó 60 cuốn nó dồn là thành 20 cuốn thôi. Nhưng mà cả toàn bộ cái lý giải mà kinh Hoa Nghiêm đó nó rất là phức tạp, mà chỉ còn một bộ này vô trong đó là mình hiểu hết tất cả. Đến cái ngày mà tổ sư kế tiếp là ngài Thanh Lương. Ngài Thanh Lương đó là một người mà giảng giải và chú giải cho ngài, không giảng giải, ngài chú giải cái Hoa Nghiêm 80 cuốn. Thì thầy theo cái trường phái của ngài Thanh Lương, thầy không có theo trường phái của ngài Hiền Thủ.
thầy là cái người theo cái trường phái của cái tư tưởng của Ngài Thanh Lương là thầy theo. Tại sao mà thầy theo cái tư tưởng Ngài Thanh Lương? Tại vì thầy học cái tư tưởng của Ngài. Thì Ngài viết lại cái sở sáo đó, thì thầy đọc từ chữ đầu cho tới chữ cuối cùng là nguyên cả cái bộ sở sáo. Thành ra thầy giống như là trong những cái lúc mà thầy đi nhập thất trong 6 năm liên tục là thầy đọc và nghiên cứu học theo cái tư tưởng của Ngài. Cho nên đa số 80 cuốn đó, thầy. 80 cuốn đó. Cho nên đa số các bạn mà nghe thầy giảng đó thì thường thường thầy không có theo cái sự suy nghĩ của Ngài Pháp Tạng mà suy nghĩ của Ngài Thanh Lương. Nó có những cái mà nó không giống lắm. Thì Ngài Thanh Lương mà thuyết giảng đó thì gọi là Hoa Nghiêm Viên Giáo, tức là cái giáo nghĩa mà rất là toàn vẹn, nhưng mà cái giáo nghĩa đó chỉ của Hoa Nghiêm, không có chen vào về là cái triết lý của thiền. Thiền đó thì còn nhiều cái vị sư sau này đó, thì dụ như cái ngài mà kế tiếp là Ngài Tông Mật. Ngài Tông Mật thì là người mà dùng cái thiền để mà giải thích Hoa Nghiêm, và thầy không có theo cái trường phái của Ngài. Cho nên thầy có rất nhiều cái kiến giải nó khác với Ngài, vì thầy thấy là Ngài đi ra ngoài cái sự hiểu biết của Hoa Nghiêm. Ngài chỉ dùng cái thiền mà để mà giảng giải về Hoa Nghiêm. Cho nên cái tinh thần thiền nghe nó nhiều lắm, nhưng mà cái triết lý mà gọi là sự vô ngài thì Ngài Tông Mật không giải thích được, không nói được. Cho nên Ngài Thanh Lương đó là cái cột trụ của một cái dòng phái mà cái tư tưởng đó nó hoàn toàn toàn diện nhất. Thì Ngài Thanh Lương đó là sống được 120 tuổi lận. Và người ta nói rằng đến lúc mà Ngài 120 tuổi, cái trí óc của Ngài vẫn như là người 40 tuổi như vậy, chứ không phải là nó già ra, nó bị bệnh. Và thì cái cách sống của Ngài đó là nó rất là độc đáo. Bởi vì đó, Ngài ăn có ngày có một bữa thôi, mà liên tục như vậy, ngày một bữa. Và Ngài ban đêm đó, có mắt Ngài sáng này, cái đồ là Ngài không cần phải có cái đèn, Ngài cầm sách mà Ngài đọc được. Và Ngài cái người ta gọi là Ngài cái thiền định của Ngài là từ 2 giờ sáng Ngài đã ngồi cho tới trưa rồi. Ngài ngồi liên tục, rồi xong rồi Ngài mới đi ra, Ngài mới đi chủ giải. Và Ngài làm thầy của 9 vị hoàng đế. Trời ơi, kinh khủng như vậy, đâu phải chuyện thường. Mà không bao giờ mà Ngài đi tới Bắc Kinh hay đi tới cái Trường An, dù cho hoàng đế cho người lên đảnh lễ, Ngài là không, những người ta không đi. Không tham chỉnh. Tham tức là tổng tham mưu tức là tham gia vào cái chính trị, không, nhất định không tham chỉnh. Và Ngài độc lập hoàn toàn. Chỉ còn cái đó là bởi vì cái triết lý Ngài nó quá cao siêu đi, cho nên đời sau đó người ta không tôn trọng Ngài bằng các vị thiền sư. Vì bên Tàu đó họ chỉ muốn hoàng dương cái thiền thôi, chứ họ không có muốn nói tới cái Hoa Nghiêm. Và sau Ngài, sau khi trời Ngài là Ngài Tông Mật đó, thì Tông Mật là một người xa xôi, không phải là đệ tử ruột của Ngài, không có. Đó là sau này được xưng lên làm tổ sư. Thì Ngài Tông Mật lại không phải là cái người đó mà hoàng dương Hoa Nghiêm, mà kéo những người Hoa Nghiêm đi vào trong thiền tông. Cho nên cái dòng phái của Hoa Nghiêm đó, nó không bao giờ mà được hiện cách rõ ràng cả. Cho nên đó, cả Ngài Thanh Lương và Ngài Pháp Tạng đều nói rằng muốn hiểu Hoa Nghiêm thì phải hiểu cái phẩm nhập pháp giới. Và cái lý tưởng nhập pháp giới đó là một cái lý tưởng mà trượt cao. Tại vì đó, thì dù như là khi mình chỉ tu thiền đó, chỉ tu cứu cảnh chỉ lấy đi đâu tu thiền, thì nói tôi tu thiền để tôi kiến tánh thành Phật. Thầy biên những cái chữ đó xuống. Tu thiền đó là thiền tông đó, thì thiền tông đó thì mình muốn đạt được cái chỗ đó là kiến tánh thì thành Phật. Mà nếu mà tịnh độ đó, tịnh độ tông đó, thì mình muốn đạt tới cái chỗ là vạn sinh cực lạc. Mà mình nếu mà mình nói là thiên thai tông là một cái tông phái đó, mà mình gọi là nó chú trọng vào kinh Pháp Hoa, thì nó cũng là cái chuyện mà gọi là khai tâm, tức là khai cái chân tâm, mở cái chân tâm ra, như cái chữ mình dùng khai tâm đó. Thì thiên thai là cái phương pháp mà làm sao mình khai mở cái chân tâm mình ra. Thì mỗi cái tông phái nó đều có một cái tông chỉ và có một cái hướng đi rất là rõ ràng. Nhưng mà với Hoa Nghiêm ấy, thì Hoa Nghiêm muốn cái gì?
Hoa Nghiêm muốn làm sao đó mà chúng ta nhập Pháp giới. Thì cái gì nhập Pháp giới này, nó có một cái mùi vị gì, mà tại sao mà nhập Pháp giới nó quan trọng, tại sao mà là nhập, tại sao mà vào Pháp giới là như vậy? Thì tại ra đó, thì muốn hiểu cái chuyện đó, đó thì là mình phải hiểu hai cái phương trình rất là quan trọng của cái Hoa Nghiêm. Là thứ nhất đó, là khi mình mới bắt đầu tu đó, thì mình phải chia ra một hai cái phạm trù. Cái phạm trù gọi là xuất tục và phạm trù gọi là nhập thể. Xuất tục đó có nghĩa là mình ngồi, mình tự tu và mình làm sao mà hết bóng tối. Hết cái bóng tối mà của ngũ ấm. Bóng tối này là năm ấm này. Mà khi nhập thể đó thì mình phải làm sao đó, mình gỡ hết tất cả gút thắt. Hết gút thắt. Nhưng mà hết gút sắc rồi đó thì đâu phải là chỉ là câu chuyện chính đó thôi, mà mình phải làm thêm một câu chuyện mà rất là quan trọng nữa, là mình mở cái lòng đó mà đại bi. Cái đại bi này tức là từ bi hỷ xả. Bên xuất tục đó mình hết bóng tối rồi, nó đâu có được, mình phải mở cái chân tâm bất nhị. Đây là cái hai cái vẻ mà rất là quan trọng, hai cái thời điểm, cái phàm trù rất là quan trọng, là xuất tục và nhập thể. Cái này là gọi là tự tu, còn cái này là tu với người. Hai cái phạm trù rất là quan trọng trong lúc mà mình sống, không thể nào mà mình thiếu sót được. Và đó là cái triết lý mà rất là quan trọng của cái cuộc sống Hoa Nghiêm. Nhưng mà khi mà mình tu một hồi rồi đó, thì tại ra đó nó có những cái chuyện nó xảy ra rất là huyền bí. Mình sẽ thăng lên hết cái bóng tối rồi đó, mình được thăng lên trong một cái chỗ đó mà nó chỉ là ánh sáng mà thôi. Cái chỗ ánh sáng này gọi là vô lượng quang minh. Vô lượng quang minh. Đổ chỉ lên đến đây, trên này đó, thầy có còn có cái thân xác của thầy không? Nếu từ xuất tục mà đi lên phía trên đó, thì thầy đang ngồi thiền mà thầy ra hết bóng tối, thầy mở cái chân tâm ra, thì thầy còn có thấy cái thân xác của thầy không? Dạ không. À, chắc không? Không biết. Không, không còn. Dạ, không. Thầy trở thành vô lượng quang minh thì làm sao mà có cái thân xác gì được? Nó dạ. Khi thành vô lượng quang minh rồi thì thầy sẽ không thể có cái thân xác gì cả. Là vô lượng quang minh. Quang minh là cái thân của thầy, chứ thầy không thể nào vô lượng quang minh là có cái thân được. Thế khi mà nói vô lượng quang minh thì thầy phải là không còn thân nữa, vô hình vô tướng. Thì trong vô lượng quang minh cái trạng thái đó đó gọi là tam muội. Thì thầy gọi là nhập tam muội. Nhưng mà khi mà tam muội rồi đó, thì nếu mà chỉ nhìn lại trong cái chỗ mà cái phàm trù xuất tục đó và phàm trù nhập thể đó, nếu mà mình ở trong một cái phàm trù, nếu mà thầy ngồi thầy thiền đó, thì thầy không thể nào cùng lúc đó mà thầy vừa thiền mà thầy vừa ra ngoài nói chuyện với người này người kia làm việc được không. Ngồi thiền là ngồi thiền, mà thầy là ra làm việc làm việc. Thành ra chỉ thấy cái đường này thầy vẽ là có cái đường ngắn ở đây nè. Yeah. Tức là mình sẽ ở một chỗ thôi, mình không thể nào ở hai chỗ được. Dễ hiểu gì? Yeah. Rồi, nhưng mà khi mà thầy nhập tâm mũi đó, thì tại ra đó, thầy có thể cùng lúc thầy sẽ ngồi đấy và cùng lúc thầy sẽ hiện ra chỗ khác nữa. Tại vì thầy không có cái thân mà. Cho nên thầy sẽ hiện ra được thân. Thì cái chữ đầu gọi là thị hiện. Thị hiện là mình làm cho người ta thấy được cái thân của mình. Mà mình phải có một thân, mình có thể có trăm ngàn thân. Vô số thiên bất đức hóa thân. Tại nên khi mà ở trong tam muội rồi thì mình có thể hiện thân ra từ tất cả mọi nơi. Nhưng mà nếu như vậy đó thì cái câu hỏi kế tiếp mình đặt ra, nếu mình chỉ qua cái hình đó, nếu mình xuất tục đó, tức là mình ra khỏi cái trần tục đó, xuất tục, ra khỏi cái bóng đen đó, thì mình sẽ nhập được tam muội. Bây giờ nếu mà trong nhập thể đó mà mình hết cái gút thắt, mình mở lòng đại từ đại bi đó, thì mình sẽ trở thành cái gì? À, cái đó là một câu hỏi mà rất là đặc biệt. Thành ra muốn như hiểu được như vậy đó, thì mình mới biết ra khi mình mở lòng đại bi hết gục thắt đó, thì mình bây giờ đó mình có một cái chữ rất là quan trọng, gọi là mình tạo cái màng lưới quang minh. Tạo cái màng lưới quang minh. Thế nào là cái màng lưới quang minh? Bây giờ đó, thì dụ như thầy với chị có một quan hệ thầy trò, lúc đầu thì chị ghét, chị giận, chị buồn, chị tức, nhưng mà từ từ rồi quan hệ chị với thầy đó là chị là quan hệ của cái sự mà
tình thương, tha thứ, cảm thông, khai mở. Thì cái quan hệ đó từ từ nó đi từ cái chỗ mà mình gọi là nhiều cái thắt gục, giờ tới cái chỗ là chỉ còn ánh sáng mà thôi. Thì đó là gọi là quan hệ quang minh. Bây giờ nếu mà thầy có một cái mối quan hệ với chị rồi, thầy trò rồi, thầy có quan hệ với cha mẹ thầy, với anh em, bà con, cô bác, học trò nhiều nữa đó, mà cứ một trong mỗi cái mối quan hệ như vậy đó, mà thầy từ từ thì làm cho cái gục thắt là biến mất đi, từ từ họ cảm thấy cái lòng thương của thầy, từ từ họ cũng thương thầy, từ từ thầy tha thứ cho họ, họ cũng tha thứ cho thầy, từ từ cả cái mạng lưới của mà quan hệ đó nó không còn gục thắt nữa, mà từ từ nó càng sáng lên với cái lòng thương đó, thì quan hệ đó gọi là mạng lưới quang minh. Khi mình có trên hai người thì mình gọi là mạng lưới quang minh, nếu có một người thôi thì đâu gọi là mạng lưới quang minh, ba người trở lên thì thành cái mạng lưới quang minh. Thì bây giờ đó thì cái đó là khi mà mình gỡ gục thắt rồi mình mở cái lòng từ bi thì đó gọi là mình tạo cái mạng lưới quang minh. Thì ở dưới này mình tu thì mình tạo cái mạng lưới quang minh với mình mọi người, nhưng mà càng tu càng nhiều thì và rồi càng lúc đó thì thầy, nếu mà thầy cái mạng lưới thầy đó, thầy làm cho chị có cái lòng từ bi rồi chị đi tạo ra một cái mạng lưới xung quanh chị, là mạng lưới những người mà hiểu cái quang minh, hiểu cái lòng từ bi, rồi những người đó tiếp tục nữa đó, thì từ đó mình có rất nhiều cái mạng lưới quang minh. Do đó đó, ở phía trên này đó thì mình sẽ có vô lượng, vô số mạng lưới quang minh. Mình biểu hiện bằng những cái hình như vậy nè, đó là cái mạng lưới quang minh nè. Thì ở đây là mình nói nha, mình là sơ sơ, mình kể sơ sơ những cái mạng lưới quang minh, và cái này là nổi cái này nổi lại, nó nổi lại như là mình gọi là cái lưới đế châu, tức là cái mạng lưới mà trên quả trời đó nó nối kết với nhau. Cho nên khi mà chị ở trong cái xúc tục đây này, đây là cái số 1, thì chị lên cái số 2 này đó, thì chị ngồi dưới này chị tu, thì lên đến kia thì chứng tam muội. Bây giờ trong cái khung số 3 này và số 4 đó, thì ở dưới số 3 đó là mình hết gút thắt, mình mở cái lòng đại bi, mình tạo một mạng lưới quang minh thôi cho mình, hoặc là nhiều mạng lưới quang minh. Nhưng mà khi mình lên trên đó, thì mình tạo ra vô số vô lượng mạng lưới quang minh. Cái concept đó rất là quan trọng, mà chỉ có trong Kinh Hoa Nghiêm mà có thôi, nó không có ở trong tất cả các tông phái khác. Bây giờ đó, nếu mà mình đặt tam muội đó, thì mình từ khung số 2 đó mình qua khung số 4, nó lại càng kinh hồn khiếp vía hơn nữa. Tại vì nhờ tam muội đó mà mình sẽ tạo ra cái màn lưới quang minh với chư Phật, chư Bồ Tát, mình kết nối với các ngài càng nhiều hơn nữa, và càng mình gọi là càng lúc đó nó càng chằng chịt những cái màn lưới quang minh hơn nữa. Thì do đó đó, cái sự mà thâm nhập từ nơi cái số 2 qua số 3 đó, cái đó gọi là nhập pháp giới. Từ số 2 qua số 3. Từ số 2 qua số 4. Nhập pháp giới. Như vậy pháp giới là cái gì? Pháp giới là cái tổng thể của vô số vô lượng mạng lưới quang minh. Bây giờ đó, từ xuất tục cái khung số 2 này đó, thì mình đặt cái tên là ly thế gian. Mình đặt cái tên thôi, mình đặt cho nó hay thôi, nhưng thật sự đó nó cũng không nhất thiết là mình cần có cái tên, nhưng mà mình đặt như vậy để cho mình dễ mình thấy được cái con đường tu như thế nào. Từ xuất tục, từ lúc mình ngồi tu thiền, mình tu làm sao mà mình tới nhập cái tam muội, và nếu khi mình nhập thể, mình sống mình ngồi đời làm sao, mình tu với người ta làm sao thì làm đó, miễn là mình tạo một cái mạng lưới quang minh, rồi từ từ mình nhân bội cái mạng lưới quang minh đó lên. Thì nhập pháp giới là cái phương thức đó mà nói rằng là mình phải nhập tam muội. Rồi từ tâm mùi đó mình nổi kẹp về tất cả các mạng lưới quang minh khác, và đi vào trong một cái vũ trụ toàn là mạng lưới quang minh mà thôi. Toàn mình là Phật không Bồ thể Tạc đi được thôi. Từ cái phần phạm trừ thứ 3 lên thứ 4 được hả thưa thầy? Đây này, thì có đây, có cái mũi tên lên thôi này. Nhưng mà cái mũi tên này lên đó, Không gọi là nhập pháp giới. Không gọi nhập pháp giới được, nó muốn lên nhưng mà mình thiếu cái tâm mùi. Thế nên phải có cái tâm mùi mới được. Cho nên bởi vậy cho nên đó, cái mũi tên số 1 đi qua số 3, rồi số 3 đi về lại số 1 để nói rằng sự tương thông của cái chuyện, cái cuộc sống hai cái phạm trù này nó phải đi qua đi về, nó hỗ trợ nhau. Nhưng mà mình phải nhập thể đó
là để cho mình tạo ra mạng lưới quang minh được. Rồi xong rồi đó mình phải kết hợp với cái tam mùi trên kia thì mình mới nhập pháp giới được. Không có tam mùi thì không thể nhập pháp giới. Đó là cái sự huyền bí. Và như vậy đó, nó trở thành một cái điểm đó, mà nếu mà mình học cái bộ kinh này đó, học cái phẩm này, thì các bạn sẽ thấy cái sự thiếu sót và hiểu lầm của rất nhiều người không phải là Hoa Nghiêm, nghĩ rằng Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm mà nói cái chuyện cảnh bên ngoài là chuyện tụ không. Hoa Nghiêm không nói cái chuyện cảnh bên ngoài, mà Hoa Nghiêm nói cái chuyện làm sao thể nhập tam muội và làm sao triển khai cái mạng lưới quang minh. Tại vì nhiều người cứ nói ô thì tu thiền là tôi nói tu cái bản chất là tánh không, còn tu mà Hoa Nghiêm thì tôi nói cái diệu hữu, tôi nói về cái trang nghiêm này trang nghiêm nọ, những cái chuyện mà đẹp đẽ bên này châu bỏ bên kia, quang minh này quang minh nọ, mà cái đó là chưa đủ. Hoa Nghiêm không phải nói cái đó, Hoa Nghiêm là tới cái sự thiết lập cái mạng lưới quang minh. Đó là một cái bề mặt mà mình gọi là tập thể. Tam muội chỉ là một cá thể, mình nhập tam muội là một cá thể của mình, nhưng mà khi mình sống với người là mình sống với tập thể. Thế tập thể đó là một cái mạng lưới quang minh mà. Thì cái sự nâng cao cái mạng lưới quang minh đó làm cho tất cả mọi người đều có mạng lưới, đều trở thành, đều nhập tam muội và đều khai mở cái mạng lưới quang minh. Thì cái đó là càng sâu sắc hơn. Cho nên cái nhiệm vụ của con người của mình đó, khi mình sống đó, nếu mà các bạn là một Bồ Tát theo Hoa Nghiêm ấy, thì các bạn phải có cái nhiệm vụ làm cho người khác nhập tam muội và làm cho người đó cũng kiến tạo một cái mạng lưới xung quanh của mình, mạng lưới quang minh xung quanh của mình. Để thầy biên xuống cái chữ đó thôi các bạn sẽ quên. Tức là cái Bồ Tát đó là ai? Cái Bồ Tát đó là cái người đó mà dạy cho kẻ khác nhập tam muội. Nhưng mà đồng thời đó dạy cho kẻ khác là kiến tạo mạng lưới quang minh. Đây là cái nhiệm vụ của Bồ Tát. Nhưng mà cái độc đáo đó là chính Ngài cũng làm, chứ không phải là không làm. Ngài cũng làm và Ngài dạy lại người ta làm. Làm và dạy lại. Từ làm và dạy cho chúng sinh cũng cùng nhập tam muội và cũng cùng kiến tạo cái mạng lưới quang minh. Và đó là cái chủ đề mà nó rất là quan trọng, mà dường như là cái chữ kiến tạo mạng lưới quang minh mình không thể nghe nói trong các tông phái khác. Vì cái tông phái khác mà nói cái chữ kiến tạo mạng lưới quang minh thì nó vô duyên, nó không dính vào đâu cả. Chỉ có Hoa Nghiêm thì mình nói tới cái chuyện là mình phải kiến tạo cái mạng lưới quang minh thôi. Chứ còn bây giờ chỉ nói Thiền Tông, người ta nói chuyện kiến tạo mạng trật ra, người ta kiến tánh thành Phật. Thì là Thiên Thai Tông làm gì có cái chuyện này, làm sao mà nhận ra được cái chân tâm của tôi thôi. Ôi nói tình đồ vạn sánh làm sao mà nói chuyện kiến tạo mạng lưới quang minh, không có. Thế nên cái triết lý của Hoa Nghiêm là cái triết lý nhập tam muội và kiến tạo mạng lưới quang minh. Thì hai cái điểm này nó nằm trong cái phẩm gọi là phẩm nhập pháp giới. Và đó là cái lý do mà tại sao đó mình tức tốc mình phải giảng cái bài này, giảng cái phẩm này liền, cho nên sợ là mình để lâu quá rồi nó nguội bất, rồi không biết lúc nào mình giảng. Và các bạn biết không, khi thầy nghiên cứu tới chỗ này, thầy nước mắt thầy cũng chạy trào ra, là bởi vì thầy mới khám phá rằng nó là cái thâm ý của cái kinh nó rất là sâu sắc. Nhưng mà nếu mình đọc từ lúc cái phẩm đầu tiên cho tới cái phẩm thứ 38 đó, thì mình hiểu được, mình thấy được tất cả những câu chuyện đó nó như thế nào, cũng nhập định dạy Phật dạy nhập tam muội này nó nữa. Nhưng mà chỉ tới cái phẩm cuối cùng đó thì Phật mình gom lại tất cả 38 phẩm kia mà gọi là trong một phẩm thôi. Đây này, cái chỗ này con phải thấy chỗ này thôi này. Chứ còn không thì mình đi lạc, mình đi 38 phẩm này, mình chạy ngồi, mình đi mất tiêu chỗ nào, mình không biết là cái gì. Thì sau khi mà thầy đọc cái phẩm 39 rồi đó, thầy trợ người là trợ ngược lại, thầy đọc thập trụ, thầy mới thấy wow, nó hay không thể tưởng tượng được. Trở lại đọc tập hành mới biểu, ồ tại sao mà cái chữ đó là chữ hành mà không dừng chữ khác. Mà rồi là thập hồi hướng, thì mình mới cảm thấy wow, nó càng hay nữa. Thì mỗi phẩm đó là nó có cái độc đáo và rất là hay.
Chỉ khi nào mình bỏ vào trong cái khung đó, mà mình gọi là cái model, cái mô thức của mình. Như thế, thì bây giờ cái mô thức này đó, thầy xin vẽ lại như sau. Để trước khi chúng ta mà ra đi, xin lỗi, mình có cái khung xuất tục, nhập thể, nhập pháp giới và ly thể gia. Đó là bốn cái khung. Nhờ bốn cái khung này mà chúng ta sẽ lý giải tất cả các phẩm trong kinh Hoa Nghiêm. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. À, thưa quý vị, tất cả những cái chữ mà thầy dùng trong cái bài giảng hôm nay đó, thật ra là thầy đã giảng rất nhiều trong những chương trình khác rồi. Mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download app xuống. Trong cái app đó quý vị có thể ôn bài bất cứ lúc nào một cách rất là dễ dàng. Và xin quý vị đừng rời chương trình khai tâm, chúng tôi sẽ trở lại khi sau phần thông tin của hội. Xin cảm ơn quý vị. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực cạnh tranh trong công việc, áp lực gia đình, xã hội, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sống, v.v. khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, cô đơn, mệt mỏi, bế tắc, lo lắng về tương lai, thậm chí dẫn đến bệnh tật cả về cơ thể và tinh thần. Vậy bạn đã làm gì để vượt qua những khó khăn này? Ai là người đủ hiểu biết để đồng hành cùng bạn? Và liệu con đường bạn đang đi đã đúng hướng? Có quá nhiều câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng dành cho bạn. Mời bạn đến với chúng tôi, Hội Từ Bi Phụng Sự, để cùng nhau trở về nhà, tìm lại sự bình an, tĩnh lặng trong chính bản thân mình, có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, hướng bản thân đến chân thiện mỹ, chân phát triển chân lý thiện, lòng đại bi mỹ, phương tiện thiện xảo. Hoạt động chính của Hội Từ Bi Phụng Sự bao gồm tổ chức các lớp thái cực quyền tổng hợp Integral Tai Chi ITC, đặc biệt là tổ chức các khóa tu thiền và tâm linh nhằm chuyển hóa tâm thân, hướng con người đến một đời sống tốt đẹp. Các hoạt động hoàn toàn miễn phí này do thầy Hàng Trường trực tiếp giảng dạy hoặc các bác các kinh nghiệm lâu năm trong hội thực hiện. Bên cạnh đó, hội còn tài trợ các dự án cứu trợ nhân đạo và từ thiện và tổ chức các trại hè gia đình. Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là một tổ chức phi lợi nhuận có địa chỉ hoạt động tại Nam California, Hoa Kỳ. Hội CSS được Thầy Hàng Trường sáng lập vào năm 2002 với sứ mệnh giúp lành trị, hàn gắn nỗi đau về cơ thể và tinh thần. Mặc dù được thành lập dựa trên các nguyên tắc Phật giáo, CSS có cách tiếp cận toàn diện, vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa, bằng cách tích hợp các giáo lý cổ xưa của Phật giáo với tư tưởng, thực hành, triết lý và kiến thức mới nhất của thế kỷ thứ 21 qua mô hình tu toàn diện, xuất tục nhập thế. CSS tìm cách mang lại sự thống nhất về lành trị cho cơ thể, tâm trí và tinh thần cho mọi người. Nhóm phục vụ của CSS bao gồm các tình nguyện viên, những người sẵn sàng cống hiến thời gian, sức khỏe, năng lượng và sự quan hoài để phục vụ tha nhân cộng đồng. Good morning, các bác, và happy Sunday. Về Thầy Hàng Trường, người sáng lập hội. Thầy Hàng Trường là một tu sĩ Phật giáo, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sinh ra tại Việt Nam, tu nghiệp tại Hoa Kỳ, xuất gia và tu học Phật Pháp dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Sư Phụ Tuyên Hóa. Thầy Hàng Trường đã làm việc và phục vụ các cộng đồng đa sắc tộc trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thầy nổi tiếng với cách tiếp cận toàn diện nhằm hiện đại hóa và hội nhập Phật giáo vào với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đến nay, Thầy Hàng Trường và các huấn luyện viên ITC khoảng 300 người đã giảng dạy môn thể dục càn khôn thập linh CK10 tại California, Texas, Hawaii, Canada, Pháp, Hungary và Đài Loan. Tác dụng lành trị và chuyển hóa của môn này đã được nhiều người tham gia trong các lớp học kiểm chứng. Trong một thế giới đang rất cần tình yêu thương và quan tâm, Thầy Hàng Trường giảng dạy tinh thần 6 chữ T: thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông. Và pháp tu Bồ Tát Đạo, phục vụ mọi người, nâng cao tinh thần và lành trị mạnh mẽ, vượt qua chủ nghĩa dân tộc, văn hóa,
tạo hòa bình và hòa hợp cho bản thân và cộng đồng, thật sự là một dấu ấn mới của Phật giáo trong thế kỷ 21. Em cảm thấy pháp của thầy Hằng Trường rèn luyện em đến chân thiện mỹ. Tôi cảm nhận là mình được cái phao trong biển đầy đau khổ khi đến với hội từ bi phụng sự. Lúc mà nghe mọi người tụ kinh, có cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng. Hay quá là hay đi. Em muốn đóng góp công sức của mình cho hội từ bi phụng sự. Từ bi phụng sự, trao gửi yêu thương, nuôi dưỡng tâm linh. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường. Anh Trâm, cái đề tài mới thầy giảng là thầy giảng cái thập một cái phần, một cái phẩm của Hoa Nghiêm là phẩm nhập pháp giới. Và nãy giờ thầy giảng cho chúng con cái mô thức đó rồi, nhưng mà con phải hỏi thầy lại là thầy đã giảng một cái chapter rồi, nhưng mà con vẫn xin thầy nói lại cho chúng con nghe. Mà khi mà thầy nói chữ tam muội đó, tức là thầy nói đến phần định lực phẩm thầy không? Hơn cái định lực, khi một cái vị thiền sư đó mà họ ngồi thiền nhập định đó, thì câu hỏi đặt ra là họ nhập định là họ như thế nào. Thì nếu các bạn nhìn cái bản đồ thầy biến đấy, nếu một cái vị thiền sư mà nhập định thì nếu mà họ thật sự vượt thoát ngũ ấm thì họ sẽ lên cái chỗ tam muội. Còn nhập định là cái sự tập trung của tâm trí, nhưng mà họ có thật sự khai mở cái tự tánh quang minh hay không? Nếu mà họ mà khai mở cái tự tánh quang minh, cái ánh sáng mà của cái bản tâm họ mà khai mở ra đó, thì mình gọi là tam muội. Chứ còn nếu họ ngồi yên bất động đó thì không phải là tam muội. Còn một lần đó, có một cái vị thiền sư ngồi mấy chục năm luôn mà không có thể giác ngộ được, thì khi gặp một cái vị mà mình gọi là tổ sư đó, thầy quên mất tên là Triều Châu là ở ngài đó, thì hỏi thưa thầy, tại sao mà sư tổ sư là sao mà con ngồi như vậy, con ngồi bao nhiêu năm là con không hề đồng tư tưởng gì cả, nhưng mà tại sao mà con lại không giác ngộ được? Tại vì con không hề đồng một cái tư tưởng nào cả, không hề có một cái tư tưởng nào nổi lên trong đầu cả. Con ngồi như vậy là ngày đêm không biết bao nhiêu ngày, tại sao mà không giác ngộ? Thì ngài tổ sư đó, ngài nói là ngươi ngồi thiền giống như là cái cục đá nó lành vậy đó. Nó chỉ ngồi như vậy thôi. Tại vì ngươi không làm cho cái bản tánh mà Phật của ngươi đó nó khai mở, ngươi không giác ngộ cái bản tánh, mà ngươi chỉ tu một cái trạng thái thiền thôi. Thế bây giờ có nhiều người, cũng nhiều tông phái thiền ngay như bây giờ đó, là cũng chủ trương rằng là không có đồng tư tưởng, đừng có khởi lên cái gọi là cái máy đồng cái tư tưởng trong này, làm sao mà cái não nó đó là nó là ở trong cái dòng delta hay là cái dòng gì đó, đo cái sóng não đó. Thì còn một tư tưởng đó, còn một cái dòng phải họ làm như vậy, nhưng mà đó là một cái dòng ngoại đạo, vì không phải là Phật giáo, nó không phải là sự khai mở của cái chân tánh, mà khai mở của cái quang minh của cái bản hữu tự tánh của mình, mà chỉ làm sao mà ngừng lại cái dòng tư tưởng của mình thôi, sai lầm. Cho nên cái tam muội rất là quan trọng, và cái phẩm này đấy là cái phẩm mà nó mình gọi là nó lập tông phái một cách rõ ràng, đây là Hoa Nghiêm. Tại vì các bạn nhìn đó, khi mình sống đến đời đó, thì nó không còn là cái chuyện là mình đi làm sao mà nhớ tới bốn cái niệm xứ, tứ niệm xứ, quán thân bất tình, quán thọ thì khổ, hay là quán niệm vô ngã, hay là không phải là cái chỗ trụ xứ đó, mình không phải là quán, là không phải là mình muốn tới niết bàn, không phải là mình không, nó nói rất là rõ ràng cái lý do tại sao mình ở sống trong đời đó, là mình xây dựng cái mạng lưới quang minh. Xây dựng cái mạng lưới quang minh là cái mạng lưới, cái chất liệu để xây dựng cái mạng lưới là lòng từ bi hỷ xả. Nó hoàn toàn là khác hẳn đi về cái cuộc sống là tôi sống làm sao tôi yếm thế hàng chục, tôi đừng có tranh cãi với nhau, để mà sau khi mà xong rồi đừng có tạo nghiệp, rồi tôi lên đến cực lạc, lên trên niết bàn, là không phải là giải thoát ra khỏi tam giới, mà giải thoát có nghĩa là mình mở hết tất cả gút thắt mình cột với người ta trong quan hệ cuộc sống. Quan niệm là hoàn toàn khác, và quan niệm đó là quan niệm của Hoa Nghiêm. Cho nên giải thoát không phải là giải thoát khỏi tam giới, không phải là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, mà giải thoát khỏi cái ràng buộc, cái gút thắt của mình với chúng sinh, cái cột, cái gục thắt, để cho mình lan tỏa cái ánh sáng từ bi tới tâm của họ, và
và họ cũng lan tỏa ánh sáng từ bi tại tâm mình, tạo thành một cái mạng lưới chỉ có cái lòng từ bi xả trong cái quan hệ mà thôi. Chữ hút đó thắt rất là hay. Thầy cũng đã giảng trên chương trình của chúng con nhiều lần đấy, nhưng mà thầy nói thêm chứ con thì trong cái câu chuyện hôm nay đó chị, khi mà thầy nói là những cái thứ mà mình không có cái khả năng đó mà mình có thể cửa quẩy khi nào tới với mình. Mình có cái cuộc thí dụ như là khi mà chị giết một cái người nào đó trong quá khứ, bây giờ khi cái người đó mà tới mà trả thù mà giết chị đó, thì không biết làm sao mà chị đỡ được và không làm sao mà chị cửa quẩy được, chị trốn được cả. Thế nên gọi là gút là giống như cái thòng lọng đó, nó cột mình lại, mình không chạy đi đâu được cả. Mình mất đi cái khả năng tự chủ và mất đi cái khả năng mà mình định đoạt cái tánh mạng của mình và giải thoát. Thế nên khi mà nói là mình giải gút đó, là mình mở cái thòng lọng ra, có thể là mình có sát người ta, sát đào dấm vòng tụ, mình có thể giết người ta, mình có thể có cái nợ tình với người ta, mình hứa người ta là mình lấy nhau rồi bây giờ tự nhiên mình không lấy nhau. Nên mình làm hại người ta. Không phải làm hại, chứ chắc. Mình chưa làm hại, nhưng mà mình không đúng theo cái giao kèo giao ước của mình. Hoặc là mình nợ tiền, không trả tiền. Nợ tiền, nợ máu, mình giết người ta, ăn thịt, ăn cá, thí dụ như vậy đó. Thì tất cả những cái đó là những cái nợ mà nó sẽ từ từ nó cột mình, nó thắt mình lại và mình làm mình không có thể tự tại giải thoát được. Rồi. Đồng ý rồi nhỉ? Yeah. Các bạn nhìn lại cái hình cuối cùng và các bạn lấy cái máy chụp một cái, cóc một cái để các bạn nhớ. Vì đấy đó là cái cốt tủy để hiểu cái phẩm nhập pháp giới, và đây cũng là cái bản đồ mà tóm tắt quan trọng nhất của người mà tu Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm hành giả. Bây giờ mình đi vào trong phẩm nhập pháp giới. Thì cái phẩm nhập pháp giới này nó chia làm hai phần. Một phần gọi là bổn hội, một phần gọi là mạc hội. Hội tức là cái chỗ mà hội họp tụ hội đó. Thì cái bổn là gốc mà cái mạc là cái ngọn. Thì cái phẩm nhập giới này nó chia làm hai phần như vậy đó. Cái phần đầu nó ngắn vô cùng, nhưng cái phần nhì nó dài vô cùng. Cái phần mạc hội nó dài lắm, chứ còn bổn hội nó ngắn, rất ngắn. Thì hai phần này đấy, cái bổn hội thì hiện bày cái triết lý làm sao mà tu là cái gì vậy, thầy nhân là cái, thầy nói là pháp giới, mà mạc hồi là chỉ cách tu hành, một bên là nói cái triết lý, một bên là chỉ cho cái phương pháp tu hành. Thì đó, một cái này gọi là cái sự, còn cái này gọi là lý. Và nhập là đi vào cái pháp giới. Cái chữ pháp giới này đó, pháp đó có nghĩa là cái chân lý, mà giới đó có nghĩa là cái biên giới. Thì dụ như cái chữ biên giới là một cái nơi, một cái chỗ, một cái phạm trù, một cái chỗ là cái chỗ của chân lý, hay là cảnh giới không thầy? Cũng là cái cảnh giới, nhưng mà cái chữ đó nó khó dịch lắm, tại vì cái giới là bất kỳ cái chuyện gì mà mình thấy là có một cái không gian, còn một cái thực tại thì mình đều gọi là giới cả. Cái giới này là có không gian và có một cái thực tại thì mình đều gọi là giới cả. Và cho nên là cái pháp giới là một cái thực tại của chân lý, một cái nơi mà của cái chân lý, một cái nơi mà của ánh sáng mà vô tận vô biên, cũng là cái pháp. Chân lý là ánh sáng, chân lý là sự sáng suốt. Cho nên cái chữ pháp giới này rất là khó mà dịch ra, cho nên thường thường người ta tránh bằng cách là người ta nói cái pháp giới đó, tiếng Mỹ gọi là realm of reality. Hồi xưa sư phụ thầy hay dịch ra chữ này là Dharma Ram. Còn cái chữ mà phàn của nó đó thì đừng qua ta gọi là Dharma Dhatu. Dharma Dhatu. Đó gọi là cái pháp giới. Dhatu là cái giới, Dharma là pháp. Đó là cái tiếng phàn đó. Thành ra là có nhiều cách dịch Ram of Reality hoặc Dharma Ram. Mà cái chữ pháp giới mình dịch, mình để nguyên chữ đó để mình hiểu rằng đây là cái vũ trụ của chân lý, cái vũ trụ mà của chư Phật chư Thánh Hiền, cái vũ trụ đó mà mình có thể hiện hiện bằng vô số mạng lưới quang minh. Mà ngay như cái chữ vũ trụ đó mình cũng phải coi chừng, tại vì cái vũ trụ bây giờ người ta biết rằng là có hàng hẹp lắm, chứ cái vũ trụ nó cũng có vô biên. Cái vũ trụ nó cũng có cái giới hạn của nó. Rồi bây giờ tiếp tục theo đó thì đi vào trong cái kính đó, trong mình có khoảng 15 phút thì mình giảng cái bài này cho các bạn nghe. Thì đầu tiên cả thì mình nói về cái bối cảnh, tức là cái phẩm này đó, là nói về cái bối cảnh lúc đó. Phật mình mới kể lại câu chuyện kinh, mình kể lại bây giờ, lúc bây giờ thì Phật
tại nơi chỗ nào? Phật tại nơi cái nước Ma Kiệt Đà, nơi cái thành Sarvasti, xá vệ, nơi cái rừng là rừng Thệ Đà, và nơi cái lấu cát là Đài Trang Nghiêm. Nơi cái chỗ đó đó, cái chỗ mà có cái lấu cát đó đó, trong cái khu rừng đó, cái khu rừng này cũng hay lắm. Cái Thệ Đà, khu rừng này đó, thường thường người ta nói là Kỳ Đà cấp cô độc viên. Nhưng mà cái người mà dịch kinh thì họ không dịch là Kỳ Đà, dịch là Thệ Đà. Jeta, Jeta Grove. Jeta đó là tên của ông Prince, ông hoàng tử. Ông hoàng tử này đó, ông mua hết mấy cái cây để ông tặng cho Phật. Là vì sao vậy? Vì cái khu đất đó đó, hồi xưa location mà. Thành ra có một ông gọi là ông cấp cô độc này đó, ông rất là giàu, ông là trưởng giả, thì ông muốn Đức Phật đó là đem tất cả đệ tử tới để giảng pháp. Tại vì linh thú của núi nó cao quá, ở trên núi nó cao quá, thì bây giờ xuống núi đó thì có cái chỗ, thì một cái chỗ nào đó mà nó đừng có nóng quá, nó có những cái cây cối sạch sẽ đẹp đẽ, mà cũng có rắn nữa, không có gì cả, thì mới tìm cái chỗ đó đó. Thì cái chỗ đó gọi là mình gọi là cái lâm này là phải là cái uyển mới đúng, đó là một cái vườn mới đúng. Thì cái vườn đó là cái vườn mà nó rộng rãi vô cùng, nhưng mà ông mua cái vườn, ông lấy vàng, ông lọt hết tất cả khu vườn đó luôn. Nhưng mà cái người bạn là không, thì lọt hết nhưng mà cái cây của tôi nha. Thế nên ông hoàng tử đó, ông Jeta đó, ông Prince đó, ông nói như vậy, tôi mua cái cây. Thế đang mua hết tất cả cái cây đó. Thì cả cây, cả vườn đó cộng lại, cho nên thường thường mình gọi là vườn Kỳ Đà cấp cô độc viên. Kỳ Đà là cái cây, mà tức là Jeta đó, và cấp cô độc là cái người mà mua cái vườn đó. Thành ra là ở trong cái chỗ đó, thì bây giờ đó nó còn một cái độc đạo, là cái huyền thoại, là từ những chỗ đó đâu ai xây gì đâu. Thì cái chỗ đó nó là cái vườn đó, bây giờ tỉnh bây giờ đó, bây giờ thì chỉ thấy một cái nhà nhỏ thôi. Hồi xưa là cái chỗ tỉnh xã nó nhỏ thôi, nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói không, cái này là một cái đài lấu cát đó. Thì để từ từ sau khúc sau là sẽ nói hay lắm, nhưng mà là một cái chỗ. Thì đó, nhưng mà cái nước đó là cái nước gì? Ma Kiệt Đà, Madagascar. Thì cái chữ đấy là một cái nơi mà rất là đặc biệt. Tại vì chị biết không, đó là cái nước trong tất cả Ấn Độ nó có nhiều nước lắm. Cái nước đó là cái nước mà nó thành hưng thành nhất. Nhưng mà cái thành phố đó độc đáo vô cùng, Sarvasti là một cái thành phố đó, mà tiếng Tàu đó, khi mà dịch ra tiếng Hoa đó thì bằng con chữ thôi, Văn. Dịch ra cái chữ đó là chữ Văn. Là vì sao vậy? Vì cái thành phố đó nó là cái thành phố mà văn nhân nhiều lắm, cái người mà giỏi rất nhiều, cái người mà độc đáo, nghĩa là nhân vật mà giỏi cực kỳ luôn. Hồi xưa đó bên Ý đó, thì chị nghĩ là cái chỗ nào là cái chỗ độc đáo nhất? Chỗ độc đáo nhất gọi là Florence. Florence là cái chỗ của ông Michelangelo, ông tới, ông ở đó để ông xây dựng tạc tượng. Trước khi Rome mà nó có, Rome là cái chỗ mà, nhưng mà Florence là cái chỗ của văn hóa. Người ta tới đó là người ta thấy là người ta có thể phát biểu nói chuyện dễ dàng vô cùng. Không phải là Rome là lúc nào là cái chỗ mà là cái nơi của quyền hành, nhưng mà văn hóa mà cao là Florence, đúng không? Thì bây giờ đó, Sarvasti là cái nơi mà văn hóa nó cực kỳ phồn thịnh. Người ta tới, người ta buôn bán, người ta giao dịch, tất cả ai mà tới đó là đi ngang chỗ đó. Bây giờ cũng giống như bên California này đó, mà nếu mà mình đi thăm California này thì bây giờ có nhiều chỗ quá. Mình đi San Francisco, đi Orange County, Los Angeles, đi San Diego này nọ. Nhưng mà ít khi người nào mà nói là đi tới Oxnard, hay là nói là Thousand Oaks, không ai mà tới chỗ đó làm cái gì. Đúng không? Thì cái tỉnh lớn đó, Orange County, cái quận nó lớn vô cùng. Sarvasti là cái nơi đó mà có rất nhiều văn nhân, rất nhiều người giỏi, rất nhiều người trí huệ rất là cao. Tại sao mà thầy nói cái chữ nhấn mạnh cái chuyện đó? Tại vì nhiều khi các bạn đọc kinh, các bạn thầy ô nói tới thanh xã về thanh. Nhưng mà tại sao nói như vậy? Thì tại ra cái chỗ đó là cái chỗ mà cái văn hóa cực cao. Thì cái kinh Hoa Nghiêm đó không phải là cái kinh mà dạng cái núi linh thú, là cái núi mà không ai tới cả, chỉ có mấy con chim là nó bay qua bay về thôi. Không phải dạng ở trong cái hòn đảo gọi là Lăng Già. Lăng Già là một cái hòn đảo đó nằm ở giữa biển, không ai có tới tới được, có thần thông bay tới được thôi. Mà cũng không phải là một cái nơi đó mà ở dạng Đức Phật dạng ngoài đường, ngoài xã. Không, mà cũng không phải là dạng ở một cái nơi đó mà thí dụ như là ông cứu Cung Ma Cật đó, là ông dạng nhà của ông. Không, nó ở một cái chỗ đó mà nó
rất là thịnh hành, tất cả mọi người, tất cả những người mà giỏi đều ở xung quanh cả. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mà nói rằng là cái lời Phật, cái chuyện mà Phật sắp giảng đây là nó gắn liền với cái văn hóa hiện đại. Nó không phải là gắn liền với cái chuyện là chỉ cho vài ba người tu trên núi đó, trên cao trên kia, không có đâu. Cái này là giảng cho tất cả mọi người, mà trình độ văn hóa phải có kìa, chứ không phải là giảng mà không ai hiểu gì cả, giảng cho mấy người mà chỉ có người ngồi thiền thôi không được, không phải. Nhiều khi mình giảng cho những cái bài giảng cho những nhà guru, những cái người mà khắc sĩ, đi khắc sĩ, rồi những người đó mà mình gọi là cái thiểu số, không đây là giảng cho đại đa số, đại đa chúng mà có người trình độ văn hóa. Chị thấy hay không? Chứ điều thầy muốn nói như vậy, nhiều khi chị cái này, cái bộ kinh này chị không biết là giảng cho ai. Nhưng mà con phải tìm cái sự liên lạc giữa cái phần mà thầy giảng lúc đầu mà thầy nói Đức Phật ngồi khi mà giảng Kinh Hoa Nghiêm đó, chưa, tức là chưa tới lúc đó. Chưa tới. Bây giờ sẽ tới. Okay. Tức là bây giờ là ngài thành đạo rồi, là ngài đang ngồi ở chỗ đó. Ngài đang ngồi ở chỗ đó. Ngài đang ngồi nơi cái chỗ mà mình gọi là cái vườn Kỳ Đà cấp cô độc viên. Tức là chưa bắt đầu giảng đó, chỉ có mới ngồi đó thôi đó thưa ông thầy. Dạ. Rồi sau đó với lại chưa bây giờ thầy chưa phóng quan ra để giảng. Chưa thầy bây giờ đang nói tới cái chuyện chỗ này. Chị gấp quá, chị kiểu đó chị gấp quá, người ta chưa đánh nhạc, bán nhạc chưa đánh mà đang nói cái chuyện chỗ nào. Con được nghe thầy giảng lúc ngày phóng quang giảng đạo tất cả các chư thập chư Bồ Tát vô đó, nghe là nghe đó. Bây giờ các bạn coi cái hình này, đây là cái bối cảnh này nè. Cái bối cảnh này là nước Ma Kiệt Đà. Nhưng mà bạn coi cái hàm ý nơi chỗ là cái gì, là cái chỗ đó mà nó có văn hóa, nó là cái văn hóa rất là còn rất là mạnh và đương thời. Nhưng mà bạn thấy có ba nhóm người tại với quan Phật. Bạn thấy hình Phật ở giữa không? Có ba nhóm người tới. Nhóm người đó là ai? Từ dưới đọc lên là Thế Chủ, Thanh Văn và Bồ Tát. Thế Chủ là những cái người đó mà mình gọi là leaders, là những cái người mà họ là đứng đầu một cái ngành, một cái nơi, cái chỗ. Thì mình có các vị Long Vương, Bạc Bộ, đủ thứ chuyện, người phí nhân đủ thứ chuyện. Nhưng mà những người đó họ không phải là những người mà tu hành, mà bỏ hết đi tu. Họ là những người làm việc trong đời, sống trong đời đó. Thế nên họ là lãnh đạo những cái ngành nghề. Tức là họ có phải họ là cư sĩ không thưa thầy? Ồ, cư sĩ là những cái người mà mình có thể gọi là họ tu nhiều hơn là họ làm việc, họ cạo đầu, họ ở nhà. Hoặc là họ không cạo đầu nhưng họ ở nhà, họ ngồi, họ tình tu. Nhưng mà họ không phải là những người mà gọi là active trong cái quả đời nữa. Đa số cái chữ cư sĩ đó là phải nói là như vậy, phải dịch ra cho đúng đó. Có nhiều người bây giờ nói thế là tôi là cư sĩ, nhưng mà họ rất là active trong đời, họ cũng làm việc này, việc kia, việc nọ. Vẫn ngoài, còn làm việc. Nhưng mà thật sự cái chữ cư sĩ đó đấy, là đúng cái nghĩa lý của nó là những cái người đó mà thay vì họ vô chùa họ tu, thay vì họ không tu, họ ở nhà họ tu tại gia. Và họ bỏ rất nhiều thời gian tu tại gia. Thì ví dụ như là bây giờ trong cái nhóm tôi biết một sự của mình thì mình có, thì ví dụ như là Dương Thùng Sơn hay là Dương Penguin, thì như vậy đó, họ là những cái người đó mà họ bỏ thời gian ra, thay vì họ xuất gia nhưng mà họ ở nhà họ tu nghiêm chỉnh và họ biểu hiện cái đặc tính gọi là thanh tịnh của một cái người mà theo Phật nhưng mà không cần phải xuất gia. Còn những người Thế Chủ này chưa được tới đó nữa, chưa tới cái trình độ. Người Thế Chủ là những người mà chủ đạo thế gian, họ đi ra ngoài đời họ làm để mà họ lãnh đạo cái thế gian cho thời gian là bớt khổ. Chủ đạo thế gian, linh trừ ác nghiệp, làm sao cho người ta bớt khổ, bớt đau khổ, để bớt những cái nghiệp chướng, nghiệp ác. Cho nên cái vai trò của Thí Chủ trong đây nhưng mà họ không có tu phòng à? Ồ, họ tu nhưng mà họ tu cái kiểu mà thì dụ như là năm đi chùa lần, đi cúng Phật lần à. Nhưng mà cái còn lại thì làm tốt này nọ nhiều. Hoặc là họ đi dạy CK10, càng không tập lính kiểu đó, dạy lớp 2-3 lớp gì đó đó. Nhưng mà họ đi nghĩa là đi vật cây sân nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, nghĩa là sung sướng ở đây, họ cũng làm việc và cũng như thì thầy thấy là thì như thầy có một người đệ tử thì họ có một cái công ty, có 100 mấy chục cái người mà làm việc cho họ,
Thì anh chàng này vẫn mỗi sáng cũng tu thiền này nọ, nhưng mà chủ yếu đó là anh ta lãnh đạo cái nhóm đó để làm sao mà làm việc cái tốt, để mà làm sao mà lãnh đạo cho cái nhóm online, làm sao mà họ tư duy cho đúng đắn. Thành ra cái kiểu suy nghĩ nó khác, cái người mà còn active đi lãnh đạo thời gian đó, nó khác thể chủ, nó khác với cái người cư sĩ. Cư sĩ đó là nó thuộc về một trong bốn cái dòng đệ tử của Phật. Đệ tử từ Phật đó nó gồm có tỳ kheo, hay mình gọi là người nam mà xuất gia đó, và tỳ kheo ni là nữ, nam và nữ. Rồi có cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cư sĩ mà người nam, người nữ, thì đó là bốn cái chủng đó. Rồi bây giờ đó nó cũng có cái chuyện khác nữa, nhiều khi đó là người nam, người nữ, những người này bây giờ mình phân ra còn nhiều cái khác nữa, ví dụ như là tỳ kheo ni, sa di ni. Sa di là người mà xuất gia nhưng mà chưa được thọ 170 giới, 252 giới. Thì họ thấp hơn. Lại... sa di là mới thọ 10 giới thôi. Dạ. Thì có cái đó. Rồi họ có cần sự nam, cần sự nữ, là những cái người mà mình gọi là như cư sĩ đó. Là họ tu nhưng mà họ ở trong chùa, ở trong khuôn viên đó, ở trong tu trong thời gian đó. Rồi xong rồi còn có một cái nhóm người khác nữa, là cái nhóm người mà Sajini, nhưng mà họ trong thời gian họ thử thách, trong thời gian là họ không biết là cô này đó có thật sự là đàng hoàng tốt hay không để mà cô được thọ giới làm tỳ kheo ni. Thì cô ta ở trong cái dạng đó mà gọi là ở giữa Sajini và tỳ kheo ni, và cái dạng đó gọi là Thiksamana, tức là Thiksamana là cái dạng mà họ phải giữ thêm những cái giới khác nữa, và đang ở trong cái thời đoạn là người ta nghiên cứu coi thử cô này có thật sự giữ giới mà trinh trắng hay không. Thế nên có những cái nhóm người trong đó, những cái nhóm người đó đó thì gọi là cái đại chúng của Phật, đi theo Phật. Cho nên cái chữ cư sĩ đó là cái chữ mà dịch ra cho cái cần sự nam và cần sự nữ. Cần sự là những người mà gần gũi với Phật, làm việc giúp Phật đó. Thì họ không phải là thể chủ, Thể chủ là những cái người đó mà ở trong đời, làm việc trong đời, lãnh đạo thế gian và thay đổi cái cục diện của trần thể. Và họ hiểu Phật Pháp nhiều khi cũng rất là thâm sâu, nhưng mà không bắt buộc. Nhưng mà những người mà cư sĩ thường thường là những người mà họ rất hiểu Phật Pháp, rất là thâm sâu. Rồi. Còn Thanh Vân? Thanh Văn là cái gì? Thì bây giờ đó, muốn giải thích cái này đó, thì các bạn qua cái hình kế tiếp của thầy. Hình này rất là lý thú. Đây, cái nghĩa bóng của đại chúng. Thì trước hết mình thấy cái đại chúng, cái nghĩa bóng đó là vì Phật, nhưng mà thật sự đó là nói tới cái sự giác ngộ toàn triệt của mình. Mà thể chủ là nói tới cái tâm mà phục vụ lời sinh. Thanh Văn là chỉ nói tới cái đức độ thoát trần của mình. Và Bồ Tát là cái công hành Bồ Đề thôi. Nếu mình hiểu được cái nghĩa bóng như vậy đó, thì tự nhiên đó, mình mới thấy tại sao Đức Phật đó, mà lúc mà giảng cái bài kinh này đó, thì Ngài chỉ nói tới ba cái chúng thôi, là Bồ Tát, Thanh Văn và Thể Chủ. Ngài không nói tới những cái nhóm người khác, là bởi vì Ngài muốn nhấn mạnh tới đó là cái đặc tính, cái nghĩa bóng. Bây giờ đó, nếu mà như vậy có nghĩa là sao? Nếu mà chị giác ngộ cái gì thì tức là chị sẽ chiêu cảm ba cái loại tâm thức trong người chị. Một người mà giác ngộ thì cái tâm thức đầu tiên là cái tâm thức Bồ Đề. Gọi là tâm thức Bồ Đề là cái tâm thức mà không ngừng phát triển, hướng thường, hướng thiền, hướng mỹ. Đó là tâm thức Bồ Đề. Đồng thời đó, chỉ phải có một cái đức độ thoát trần. Đức độ thoát trần là gì? Là sao? Là cái tâm của chị giống như cái vị La Hán đó, nó vượt thoát, nó siêu việt, tức là cái chiều hướng thường nó siêu việt cuối cùng. Là không thể nào mà nếu mà chị mà là người giác ngộ toàn triệt mà bây giờ chị nói là không, bây giờ tôi muốn bỏ tiền ra để tôi đầu tư cái này, đầu tư kia, có thêm chút tiền để mà tôi nuôi vợ, nuôi con, mua cái xe Tesla mà 145.000 kia kìa. Không, làm sao mà nghĩ nó không có thoát trần, nó trần tục quá. Mà mình phải nghĩ rằng là cái đức độ thoát trần là nó vượt ra ngoài cái trần tục, trần thể. Nó không còn ở trong cái nhóm người với cái tư tưởng trần tục được. Nếu mà chỉ là người giác ngộ thì chỉ phải thoát trần. Cho nên cái La Hán là những cái vị mà thoát trần. Thứ ba
thoát trần rồi đó thì mình lại đi xuống phục vụ lời sinh, là cái nhóm người thứ ba, tức là cái tâm thức gọi là lời sinh phục vụ. Cho nên khi mà nói là giác ngộ toàn triệt là sao? Là cái tâm thức mà không ngừng lúc nào cũng mở rộng, phát triển mãi, cứ mở tâm mãi. Nhưng mà đồng thời đó mình phải là thoát trần, nhưng mà đồng thời cũng phải phục vụ, cân bằng hai cái chiều xu hướng đó. Chỉ có chừng này thôi, chỉ bối cảnh chừng này thôi là mình cho biết là wow, Đức Phật cái phần kinh đầu tiên thôi là cho biết là cái ý nghĩa thâm sâu vô cùng. Chứ Đức Phật không mời những người khác, hay là nói đúng những người khác không được tới, vì họ không có đại diện cho ba cái đặc tính Bồ Đề, thoát trần và phục vụ. Quá hay luôn. Cho nên khi mà có những người họ claim tôi là vô thượng sứ đó, nhưng mà cái mình nhìn lại công hành Bồ Đề chưa chắc là có, đức độ thoát trần nhiều khi cũng có nữa, thì đừng nói chuyện phục vụ lời sinh làm gì. Thành ra mình nhìn vào cái gian dừng thôi đó là mình đã thấy cái kinh điển. Vậy chỗ nào là những người mà giác ngộ thưa thầy? Giác ngộ định nghĩa chính là do mà có ba cái chuyện này thì gọi là giác ngộ. Khi mà có công hành Bồ Đề, khi có đức độ thoát trần và khi có phục vụ lời sinh, tất cả đều tới viên mãn thì gọi là giác ngộ toàn triệt. Quá hay luôn, chị thấy không? Đó. Và đó là cái tóm tắt, chỉ mới cái phần đầu tiên thôi, là cái bối cảnh của cái phẩm nhập Phật giới thôi, chứ chưa nói tới cái gì khác cả. Nhưng mà nó có 10 phần mà thầy sẽ đi hết 10 phần này trong cái bài giảng sắp tới. Bây giờ là phần 1 bối cảnh, phần thứ 2 là phần tịnh pháp. Tịnh pháp còn hay nữa, phần tịnh pháp này, nhưng mà để lần sau, preview lần sau các bạn tới, thầy sẽ nói thêm hàm ý của cái sự tịnh pháp đó. Hay quá, con cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, mời quý vị vào trang nhà từ bi phượng sự app.com để chúng ta học hỏi, để chúng ta có cái đề hiểu biết, từ cái khi biết tiếp tục nghe thầy giảng tiếp. Và hy vọng là quý vị sẽ trở lại với anh Trâm cũng như với thầy để nghe phần tới vào tuần sau. Trâm xin kính chào quý vị khán giả.